nhạc gì mà không có bản quyền ta? Cái này nó kêu không bản quyền này. Làm sao mình biết nhạc nào có bản quyền, nhạc nào không bản quyền nhỉ? Tóc nhiều ghê luôn. Chưa có. À, lên rồi đây. Được, mới vừa lên. Hello mọi người. Hello Kiên. Cảm ơn em. Hello cả nhà. Đợi đông người xem một chút, bắt đầu Thư sẽ like, Thư sẽ chia sẻ cho mọi người về cái cách mà Thư hay make up á. Cái like này không, bởi vì là like này không có dùng filter gì hết đó để cho thấy rõ cái lớp make up. Nhưng mà tí nữa chắc là bôi bớt. Thư có làm một lớp make up thì nhẹ xương xương rồi. Hello Thiện. Mình có nên chùi bớt này không? Má hồng á. Thư không sao. Mình lau đi hư á. Để cho chị xem thử bên đây coi. Nè, màu này. Chính hả? Nói xinh mà. Có bị không biết ánh sáng bên mọi người như thế nào. Hello, hello An Lê, Duy Nguyễn. Nói nhỏ quá hả? Để nói to lên đi. Mệt quá, khát nước quá. Rồi, cái chai nước của chị đâu nhỉ? Thank you em. Đợi đông đông người xem một chút, Thư bắt đầu xem, Thư chị sẽ chia sẻ cái cách mà Thư make up. Giống như ngày hôm nay là Thư make up kiểu cũng nhẹ nhàng ấy. Kiểu bây giờ ở bên Trung này, ở bên Trung Quốc á, tức là mình xem mấy cái TikTok á, thấy cái mấy bạn Trung Quốc make up rất là hay. Nên là Thư cũng có một em chuyên make up cho Thư, gọi là theo xu hướng ấy. Thì hôm nay Thư cũng có nhờ em ấy để hướng dẫn cho mọi người một cái cách make up kiểu như theo xu hướng, theo trend một tí. Học hỏi make up đi lấy chồng. Hay ngồi rồi nói chưa. Mọi người đợi một chút nhé. Với lại chỉ cho mọi người son nữa. Đây là hiện tại á, chắc phải để gần mặt mình vào nha. Nhưng mà kiểu hôm nay Thư make up kiểu nhẹ nhàng thôi. Không cần em thấy là ok rồi. Tí sẽ bôi son ra. Tóc kiểu đẹp ghê. À, Thu Huyền, tóc kiểu này là đang trend á. Đang trend ở bên thấy ở trên mọi người là kiểu là đang trend á. Kiểu này là lâu rồi nhưng mà mới trend lại. Thực ra là mọi người chỉ lấy nửa tóc thôi. Xong rồi mọi người uốn cong lên để như nè. Còn đây là cái máy của Thư, cái máy thật. Mình cắt như thế này thì nó sẽ trẻ hơn. Đấy, xong rồi mình uốn cái này uốn thôi. Thật rất là đơn giản, mình chỉ uốn gợn nhẹ nhẹ thôi. Mình đừng uốn cong quá. Rồi một tí này, mà với lại làm kiểu này nó trẻ nữa. Làm kiểu này nó trẻ hơn. Đó. Mặc đồ khác thì trẻ hơn. Tại vì mặc cái áo này cũng hơi kiểu điều điều bánh bèo á. Nên là thấy màu được không nhỉ? Màu đẹp mà. Màu bên em đẹp không? Màu chị đẹp hơn. Sao kỳ vậy? Mỗi một máy là có một màu ấy. Ngộ ghê. Chị nói chuyện chị hay bị lấy tay. Bây giờ là 74 người xem. Tầm bao nhiêu người xem mình nói được nhỉ? Em nghĩ vậy đã được rồi. Cái mảnh nó còn mọi người đi ra. Em không biết cột sao cho phòng ở trên đó chị Thư. Muốn cột phòng á, trước tiên em phải xịt một lớp keo, xong rồi em đánh rối lên, đúng không? Đúng mình rồi. Đánh rối lên sau đó mình mới cột lên thì nó mới phòng được. Đây nè. Đó, mình phải đánh rối với mình phải xịt keo cứng lên một tí. Giang Nguyễn, chị Thư càng ngày càng trẻ đẹp nha. Hello, cảm ơn em nhiều. Đúng rồi đó. Bé make up làm cho chị một năm nay cũng mới vừa bảo là sao làm cho chị hơn một năm rồi. Bé này là tôi theo chị suốt luôn á. À, theo chị make up cho chị từ hơn một năm rồi. Bé nói là người ta càng ngày càng già, chị Thư càng ngày càng trẻ, với lại xì tin trẻ trâu. Chắc giờ ở nhà chơi game. Trà Ly xinh quá. Cảm ơn Trà Ly. Cảm ơn Trần Hồng Yên. Cảm ơn Hoàng Kiện Ngọc. Các bạn hôm nay có thắc mắc gì về make up, về làm tóc hay như thế nào thì các bạn cứ hỏi Thư. Tại vì hôm nay ngoài Thư ra còn có một bé chuyên viên make up cho Thư nữa.
thì bé sẽ tư vấn cho mọi người. Nhưng mà tại vì hôm nay bé ngại nên là bé không có lên sóng thôi, chứ lúc đầu là cũng dự định là cho bé lên sóng. Bé make up rất là xinh luôn. Mỗi lần mà Thư đi đâu là Thư toàn gọi bé ấy làm cho Thư. Và cả những cái bộ ảnh mà Thư chụp gần đây sau này ấy là cũng đều một tay bé làm luôn. Nói chung là một người em rất là tâm đắc. Xinh quá chị ơi. À, hình như like cũng từ từ lên rồi. Từ từ để chị một tí. Chị nghĩ là chắc thêm một chút nữa đi. À, bây giờ mọi người để mọi người hỏi sơ sơ về lớp make up. Ví dụ như nè, hôm nay Thư đã có make up lên một tí rồi. Như cái má hồng hơi đậm lên. Có thấy đậm không? Má hồng ngoài không đậm, nhưng cái áp hình như nó có má hồng. Chứ hỏi bình thường. Do cái đèn vàng ấy, không phải do một cái đèn, do cái đèn vàng mà cái má hồng của mình cam nữa là nó lên nó. Không, ở trong đây cũng không thấy đậm. Không thấy đậm. Ở ngoài cũng không thấy đậm. Đúng rồi, trong đây chị cũng không thấy đậm. Dương Minh Nhật, hello Nhật. Bích Tuyền, hello Bích Tuyền. Má hồng đang xài hiệu gì? Má hồng xài của Too Faced. Má hồng. Có rất nhiều má hồng, mình cứ chọn những cái bảng màu mình thích. Má hồng thì dễ mà. Nè đây nè, giống như Thư đang có một cái bộ son. Cái bộ son mà cực kỳ Thư tâm đắc luôn. Son của Hàn Quốc. Nhưng mà là ở Hồ Chí Minh mình á, ở Việt Nam mình có công ty bán. Nên là hôm nay cũng muốn là review cái bộ son này mà Thư với bé make up rất là tâm đắc. Bởi vì nó ngoài giá tiền nè, giá tiền rất là bây giờ hiện giờ là đang có chương trình sale. Nên là Thư cũng muốn nói với mọi người về cái bộ son này. Bộ son này rất là đẹp luôn nè. Đây là cái Candy Love. Cái bộ này là bé này chuyên gia make up cho Thư là dùng bộ son này. Ngoài ra là còn mix các màu son lại với nhau nữa. Đây là rất là đẹp luôn á. Có cái bộ son này mọi người thấy không? Tặng son cho em đi chị Bích Tuyền. Tặng gì em mua đi, đẹp lắm. Thề luôn á, nguyên một bộ son 9 màu mà đang sale. Lúc mình mua là 10 triệu mấy không nhớ nữa, nhưng mà hiện giờ đang sale còn có 2 triệu mấy thôi, 2 triệu 9 hay 2 triệu mấy đó không nhớ, để lát nữa thư xem lại cái giá. Thư cũng chẳng nhớ cái giá, nhưng mà đang sale một cái bộ son 9 màu son như này của Hàn Quốc mà mọi người hay xài cái mà 3CE đấy. Sau này Thư bỏ, Thư không xài cái 3CE nữa vì bởi vì cái độ lì với lại cái độ mịn của cái son 3CE không bằng son này luôn. Có son cam nude không chị? Có một son cam nude nè, có đủ màu hết, 9 màu luôn. Cam sữa, cam gạch, nâu đất, đỏ gạch, hồng sữa, đỏ san hô, hồng nút, hồng đất, đỏ. Mà mọi người có thể mix được luôn, mix son lại với nhau một chút nữa. Thư sẽ nhờ bé chỉ mọi người, hôm nay là chủ yếu là về son nhé. Thư sẽ chỉ bé, Thư sẽ nói bé make up là cách đánh môi như thế nào cho đẹp. Người nào thích môi mỏng thì đánh mỏng, còn người nào thích mà môi kiểu như mọng mà giống Thư ấy thì mình sẽ đánh ăn gian ra một chút để cho cái môi mình nó mỏng hơn. Rồi mình sẽ mix màu nào với màu nào. Tại vì á, thực sự là chỉ có những người mà học make up, làm make up họ mới biết mix son với nhau. Còn những người như mình này, những người bình thường này, mình chỉ có kiểu đánh một cái màu đậm ở trong xong đánh một cái màu ngoài. Cái son mình đánh á, cái cách mình đánh á và cái son mình mix á, không đẹp bằng các bạn make up. Như hiện tại là son hồi nãy bé này là dùng cái bộ son này mix cho Thư ra cái màu này, nhưng mà nãy giờ mix nhiều quá không nhớ là cái màu gì hết, nên là một tí nữa Thư sẽ chùi và bắt đầu sẽ đánh lại cho mọi người xem. Bây giờ đợi đông đông một chút, Thư sẽ cái bộ son này rẻ lắm mọi người. Không phải rẻ nữa, thực ra giá cũng bình thường, nhưng mà đang cái chương trình sale là còn 2 triệu mấy để xem. 2.691.000 mà ưu đãi 75%. Giảm 75% luôn. Dạ, đúng rồi. Giảm nhiều á, giảm cực kỳ nhiều á. Để Thư tag cái bài bán sao. 2 set son Candy Love là 2 set này luôn chị. Là chỉ có này 2.691.000. Đây này. Mua một son á, bình thường một cây son này á giá gốc là 590. Mà hiện tại là bây giờ là đang sale, đang xem trên web rồi. Là sale còn 290. Nhưng mà khi mà các bạn mua 3 cây son Candy Love này thì sẽ giảm từ 1.770.000 chỉ còn 598.000, là ưu đãi là giảm 66%. Mua một set Candy Love trị giá, một set son Candy Love là 9 màu luôn, là nguyên set này. Mua 2 set son chứ quên. Mua 2 set son Candy Love trị giá 10.620.000 thì chỉ còn 2.691.000, rẻ nhờ. Sale rẻ luôn mà của Hàn Quốc. Mà cái Thư mới vừa tag cái page lên ấy,
ở trên cái live ấy, thì Thư tag cái page lên mọi người cần ấy, thì mọi người liên hệ với page để cho các bạn nó tư vấn về cái giá. Nhưng mà đang có giá rất là tốt, chương trình sale giá rất là tốt. Vậy mà tính ra trước mình mua không, là bây giờ mình mua mình tặng cũng được. Ừ. Tại vì mình bây giờ mình mua để dành, bây giờ chị có một bộ này rồi nhá. Ừ. Chị mình mua mình để dành để lỡ hết. Tại vì dễ, rẻ quá. Đúng còn rồi. Có mua 10 triệu mấy, 10 triệu 620 mà còn có 2 triệu 600 mà. Cái này ưu đãi khi nào vậy chị? Cái này ưu đãi chị cũng không biết nữa, chị thấy page nó mới báo nữa. Mọi người nhanh tay xanh ưu đãi nha mọi người nha. Tại vì sau này hết ưu đãi thì nó sẽ trở về giá bình thường là 10 triệu. Cho nên là mọi người ráng nhanh tay á, đặt son trong cái thời gian này sẽ được giá ưu đãi là chị còn. Mà cái son này tốt lắm, cái son này không có bị, không có bị trôi mà không có bị lì nhưng mà không khô môi. Tức là có những cái son, ngay cả son hiệu nhá, mọi người biết không, có những cái son hiệu mà mọi người đánh vào ấy nó lì nhưng mà nó một hồi là cái môi mình nó khô queo, xong rồi nó vẫy, các bạn đánh thì các bạn sẽ biết. Nhưng mà riêng cái son Thư đang nói với mọi người á, Candy Love á, là lì nhưng mà rất là mịn, nó không có làm khô môi của mình. Bây giờ thôi chắc là mình test son cho mọi người đi. Còn cái make up á thì mọi người có thấy là sao có cọng tóc đây. Make up á mọi người thấy là có cái gì cần ấy, là cần hỏi á, thì mọi người cứ comment hỏi đi, xong rồi Thư với bé make up của Thư sẽ trả lời. Hello hay Văn Thành. Lê Văn Thành. Hello em. Mọi người ơi, mọi người có biết á là nếu mà mọi người có nhiều bạn gái trên Facebook á mà muốn tìm hiểu về cái cách make up son hay như thế nào, mọi người share cho Thư đi, share cái livestream này cho Thư đi, bởi vì là lâu lắm rồi Thư mới lại livestream á, nên là cũng mong mọi người ủng hộ. Mà Thư cũng tính là mỗi tuần á Thư sẽ like một ngày. Ví dụ như hôm nay Thư sẽ chỉ là cái cách đánh son nhá, tại vì nếu mà chỉ hết nguyên một cái mặt, make up nguyên một cái mặt thì rất là lâu, không có thể nào mà trong một buổi livestream mà Thư có thể chỉ được, vì thực ra từng phần rất là khó. Hôm nay thì là sẵn đang có chương trình son sale, đang chương trình giảm giá đó, thì Thư sẽ chỉ cho mọi người cái cách đánh son, cái cách mix son như thế nào để cho đẹp, để cho đánh mỏng được nè, đánh mỏng được nè, muốn đánh kiểu gì cũng được hết, thì có bé hỗ trợ. Lần sau nữa thì Thư sẽ chỉ mọi người là make up mắt hay là đánh nền đó, kiểu như vậy. Thì mỗi một tuần Thư sẽ làm một lần, rồi sau này sẽ làm những cái kiểu như chia sẻ cách dưỡng da rồi giảm cân, mỗi tuần một chủ đề á. Nên là đây là tuần đầu tiên mà Thư làm cái livestream này, nên là cũng mong mọi người là chia sẻ cho Thư. Nhưng mà nhạc kỳ vậy. Trời đang mất tiền. Đang nghe nhạc và cái gì mà nghe nhạc xung quanh em á. Nguyễn Khánh Phong, hello em. Để ngồi gần nó mắc cận quá nên chị không đọc được comment của mọi người. Chào em rồi, Thành ơi. Khá ơi, xong chạy bo nha bạn. 10 giờ bạn ơi. Trần Đức Kiên, chị ở Hà Nội. Chị đang ở Hà Nội đây. Hello. Chị ơi, tóc chị đẹp thế. Thank you em, chị mới vừa làm tóc này dễ lắm. Tóc này vừa làm á, đẹp mà kiểu trẻ nữa. Bây giờ chị sẽ tẩy trang môi nhé. Bánh bao, hello em. Cảm ơn em nha. Giờ chị sẽ tẩy trang cái môi. Được, chị lại tóc lên đi cho nó. Rồi. Vừa đọt vừa ấy. Chị đánh son gì đẹp thế? Chị đánh son Candy Love nè. Hôm nay là chị đang test son, chỉ mọi người cách đánh son. Bây giờ chị sẽ tẩy trang cái son này. Mọi người nhớ đó là phải có cái nền, cái che khuyết điểm lên môi nhá. Cái đó quan trọng lắm á. Tại vì nếu mà môi mình nè, một bí quyết nữa là trước khi mình đánh son thì mình phải dưỡng môi của mình thật là mịn. Dùng cái những cái kem dưỡng môi á thì trước khoảng nửa tiếng trước khi đánh son, trước khi make up á là mình phải dưỡng trước nửa tiếng dùm Thư nha. Đây nè, đây bây giờ em ấy sẽ đánh cái che khuyết điểm lên, che khuyết điểm môi lên. Tại vì khi mà mình che khuyết điểm thì cái màu son nó sẽ lên đúng tông màu. Ví dụ môi Thư là đã có phun màu son rồi, nên là Thư sẽ không, khi mà Thư đánh son á, Thư sẽ không, nếu mà không có che khuyết điểm này nó sẽ không lên đúng màu, đánh như xác chết luôn. Nó đánh cái môi như xác chết. Có cái che khuyết điểm này á thì nó lên son nó sẽ đúng màu hơn.
Còn nếu mà không có cái che khuyết điểm này á, tại vì cái môi mình á, có nhiều người môi hồng, có nhiều người môi thâm, nên là khi mà các bạn đánh son lên á, màu son mấy? Màu căng đó chị nhé. Đây, bây giờ chị sẽ đây là son Candy Love nè. Đây là son Candy Love. À, màu đầu tiên sẽ là màu cam đất, bé sẽ đánh màu cam đất lên. Minh Ngọc follow chị gần 10 năm rồi mà chị trẻ hoài. Có bí quyết á, bữa nay chị chỉ cho mọi người bí quyết trẻ. Khi mà người đánh son, mọi người sẽ đánh son từ lòng môi tán ra ngoài nha mọi người, không có đánh từ viền môi ra từ vào. Em nói to lên rồi. Một tí để bé make up nói mọi người có đánh vừa đánh vừa nói. Ok. Nói cách đánh. À, khi mà mọi người đánh son thì mọi người sẽ đánh là từ lòng môi nè, sau đó mình sẽ tán dần ra ngoài viền môi. Và người tránh trường hợp là tán hết màu son khắp bề mặt môi nha, như vậy sẽ rất là già. Lòng môi lúc nào máu phải đậm hơn ở những viền xung quanh đó. Trần Hồng Yên, tí chị test cả hộp son sau lưng cho lưng chị cho em xem từng màu với. Ok, nhưng mà chắc chị test 5 màu thôi, bởi vì hộp son này nó có 9 màu lận nên là chị không test nổi đâu. Ngồi 9 màu chắc 2 tiếng. không test nổi. Mọi người cứ dặm nhiều lớp son lên thì màu son sẽ lên đúng màu nha mọi người ơi. Đây là màu 02, màu cam đất. Đúng rồi, cam đất chị. Đây nó hợp với cái tông make up cam gạch. Cái tông make up này là một cái màu cái má hồng hợp luôn này. Đây là đen chỉ mọi người cách đánh son. Màu rồi son màu số không ai. Thư có để cái check in cái bay bán son nó đang sale ấy. Sale rất là giá rất là ok luôn. Mua. Được người xem lên cao ấy. Giá gốc một cây là 590.000, nhưng mà hiện tại là đang có chương trình sale nên là 299.000 một cây thôi. Nếu mua 3 cây là còn có 199.000, rẻ nhỉ. Son Hàn Quốc ấy. Son của Hàn Quốc ấy. Rẻ ghê luôn. Mà xài thích lắm, mịn lắm. Nó lì, nó là dạng son lì nhưng mà nó rất là mịn và nó cảm giác lên môi mình không có bị khô, không có làm mình khô môi như của thằng Nát á, thằng gì? Mát. Nó khô môi cực kỳ, nó lì nhưng mà nó khô môi lắm. Chị không thể nào chị đánh được của thằng Mát. Đừng có ai nói là son hiệu, son này nọ. Riêng những cái son mà kiểu của Dior này, Chanel này là mấy cái đó đánh bình thường thôi, mà để đi tiệc á, chị nói thật sự mà nói nha, để đi tiệc thì có 3CE với lại Candy Love. Và chị 3CE là lâu rồi, hết hot rồi, nói chung là lâu lắm rồi. Thì cái này đây là đang hot này, là Candy Love đây này là hot. Chị Vân mua một set hả? Ok chị, rẻ lắm chị, 10 triệu mấy trăm mà như giờ còn 2 triệu mấy. Em mua một set rồi nhưng mà bây giờ đang có chương trình sale á, nên là em ấy, để em mua giùm chị cho. Em mua giùm chị 9 màu giống em luôn này chị Vân ơi. Miss Blend đánh cực thích luôn. Mấy cái son mà 3CE là qua rồi, xưa rồi, hết hot rồi. Những cái màu này mà những màu hot luôn, những màu đẹp luôn. Toàn là những cái màu mà bữa giờ em đi tiệc á, em toàn miss, em mua nguyên bộ này. Xong rồi em nhờ bé make up miss cho em các màu luôn là rất là ok. Chị đang đánh cái màu số 02, màu gì đó. Cái gì tiếng Anh gì đó. Kelly. Màu cam gạch, đây là màu này. Để lên môi cho mọi người, để gần nhé, cho mọi người xem nhé. Thư không dùng filter gì đâu. Mi Trần lấy hả? Lấy cho tôi với hả? Đưa tiền đi rồi mua cho. Đây màu cam gạch đây nè. Đánh lên màu rất là đẹp luôn mọi người thấy không? Mà mình đánh lên mình có cảm giác rất là mịn môi. Dù mọi người thấy là Thư đang đánh son lì, nhưng mà cái môi Thư không hề khô, không hề khô một chút nào luôn, nên là đánh rất là thích. Nhưng mà bé đang đánh là kiểu như chưa có ăn gian đâu, đánh bình thường đúng không, chưa kiểu bọng lên đâu. Còn nếu mà muốn đánh bọng lên nữa thì đánh thêm cái một tí nữa, nhưng mà Thư thích kiểu nhẹ nhàng như này là đó, mọi người thấy không. Tí nữa em sẽ chỉ cho mọi người cách đánh mọng mixer với lại cách đánh mọng lên. Lê Nhi tưởng xài khô môi ai ngờ không khô mà còn mịn lắm.
Đúng rồi, thật ra mấy cái son khác, son lì khác có chị xài qua rất là nhiều son lì rồi. Nhưng mà chị thấy là đa số là bị khô môi, lì lúc nào cũng khô môi. Nhưng mà cái son này làm cho môi của mình rất là mịn, mình cảm giác không bị khô. Nhưng mà người ta nhìn vào thì thấy là mình đang đánh son lì ấy. Đây là màu số 02, Thư mới vừa đánh xong. Đây mọi người nhìn này. Đó, màu số 02 nha. Muốn chụp lại tấm hình em. Xin chụp cho. Chụp với cây son nhìn chị đấy. Tại vì mọi người thế nào cũng sẽ inbox hỏi là cái màu này son gì á, xong rồi mình phải xem lại. Chị hay bị như vậy lắm. Mỗi lần chị like là chị đều bị như vậy. Đây chị không tính. Đủ không ta? Đủ ánh sáng không ta? Đây. Cái này nó bị mờ. Chỉnh nhạc vậy ấy. Lát nữa chị sẽ test những cái màu khác. Mọi người có gì cần hỏi á, thì hỏi thôi. Ok rồi đó. Để ngồi selfie. Ngồi selfie trước livestream luôn. Không được, nó bị Chưa sáng rồi chị. Thôi để tí chị chụp sau đi, chị chụp từng màu đi, lát chị chụp lại màn hình cũng được. Đây, để tôi để lên cho mọi người thấy nha. Đây, màu số 02, màu cam gạch. Cam gạch. Đấy. Chị Thư make up xinh quá, son. Son này đang giảm giá, tặng quà gì nữa không chị? Không, em giảm quá trời luôn rồi, giảm từ 10 triệu mấy mà nguyên giảm rẻ quá trời, có 100 tính ra mua nhiều á thì là có 149.000. Rồi bây giờ chị sẽ đánh lên tay màu này nha. Đánh thứ tự đi để có gì mốt là các bạn hỏi thì đánh chị đi. Các bạn hỏi thì sẽ ấy. Đấy đúng rồi. Đánh màu đầu tiên. Đây. Cái màu đây, màu lên đẹp lắm. Đánh lên tay nhìn rõ hơn nè. Các bạn thấy không? Đấy. Đẹp, màu cực đẹp luôn. Không mãi lâu lắm mới thấy chị tôi like. Cảm ơn em. Ánh dương màu nào cũng hot. Đúng rồi, nguyên một bộ này á, nguyên một bộ son này là toàn là những cái màu hot và những màu đẹp. Thực sự nó có những cái bộ son mình mua mình chỉ xài được vài cây thôi, nhưng mà riêng cái bộ này là Thư rất là ưng ý luôn, nên hôm nay Thư cũng ngoài tư vấn make up cho mọi người ra thì Thư cũng muốn review cái bộ son này luôn. Thu Nguyễn Thu, chị Thư xin cảm ơn em. Được, em sẽ sắm ba màu của dòng này, thấy màu nào cũng ưng. À đúng rồi, các bạn nào mà xài cái son này rồi là các bạn sẽ rất là mê cái son này. Đây là màu, màu này là màu số 02, màu gì nhỉ? Cam gạch. Cam gạch, màu số 02, màu cam gạch. Đây, Trần Ngọc Yên, hello Yên. Màu số mấy? Đây là màu số 2, số 02, màu cam gạch. Mọi người note lại đi chứ lát nữa là Thư bị rối luôn á, test nhiều son không bị rối luôn. Rồi tiếp theo là Thư sẽ bôi môi nhỉ. Cho nghe nhạc gì chứ ghê gì. Đi chơi này chắc phải cho tất nghiệp quá đi. Nhạc gì chính nhạc gì á, ghê quá trời luôn rồi. Đó. Lấy nhạc những không bản quyền ấy. Thì đó, mấy nhạc không bản quyền ấy. Cái này có bản quyền không? Không, không. Bây giờ tôi sẽ bôi nhé. Trần Ngọc Y coi như một cây. Cây này á, giá gốc là 599. Nhưng mà hiện tại là đang sale á, đang có chương trình sale là còn 299.000 một cây. Nhưng mà nếu mà mọi người mua 3 cây á thì chỉ còn 199.000 thôi. Rồi nếu mà mua 2 set son á, mỗi set 9 cây à là còn 149.000 một cây, quá rẻ luôn. Rẻ lắm. Giá cực rẻ luôn. À, 2 set son thì là hai set son là mỗi set 9 cây, vậy là hai set là phải 18 cây, tức là mình phải mua cùng với bạn bè mình, đủ bạn bè mình mua. Yeah. Thì là sẽ mỗi set sẽ là 2,6 triệu mấy. À, phải là hai set là được. Hai set đúng rồi, hai set thì là rẻ nhất. Yeah. Mọi người có thể là đủ bạn bè ấy, mua chung với nhau. Chị ơi, màu môi chị làm ở đâu vậy? Màu môi chị làm lâu rồi, nó bị nhợt màu rồi, chị tính đi làm lại. Bây giờ chị sẽ test tới màu số màu đỏ gạch. Màu đỏ gạch, ok, lấy màu đỏ gạch. Màu đỏ này lên, màu đỏ đánh hơi khó nha mọi người. Mọi người để ý một chút, màu đỏ này hơi khó.
mình sẽ đánh kiểu gì? Mình sẽ đánh cúng từ trong lòng môi đi ra, nhưng mà mình sẽ lấy màu nhiều đánh để cho lòng môi, rồi xong bắt đầu mình tán, mình không lấy màu nữa mà lấy cái cọ mình cái tán, tán từ từ ra thôi. Mình đánh xong có thể lấy ngón tay á, mình lan màu môi ra ngoài khắp viền môi nha mọi người. Mọi người nhớ là mỗi màu son của mình đánh lên không già thì mọi người không nên lấy cây son đánh phun môi nha, mà mình phải đánh lên nó có độ lan từ ngoài từ trong ra ngoài nha. Ở trong nó đậm và sẽ nhạt dần khi nó càng ra ngoài nha mọi người. Thì khi cái môi đánh lên không bị già. Mọi người có thể mix thêm những màu son đậm hơn ở trong lòng môi ấy, nhưng mà test hết xong 5 màu son thì á thì mới bắt đầu chỉ mọi người cách mix màu son lại nha. Cái này là đỏ gì nhỉ? Cái này là đỏ gạch các chị. Đỏ gạch đẹp nhờ. Lai nó hơi nhạt. Trên lai có thể nó hơi nhạt. Không, cũng hơi nhạt đâu. Ở ngoài đậm lắm. Nguyễn Ngân son xinh đó. Cảm ơn Nguyễn Ngân, nguyên fan, cảm ơn em. Đang đánh không nói được. Mọi người tránh không đánh viền môi nha mọi người. Mọi người mà đánh son ra tới viền môi là rất là già luôn. Và cái môi mình hồi xưa không biết á, hồi xưa trời ơi cứ lấy cái chì kẻ môi á, cái chì á vẽ cái viền luôn, trời má ơi luôn. Bây giờ lũ sớm. Nên là mọi người á, hỏi là tại sao chị Thư là người trẻ, thật ra cũng trẻ có biết gì đâu, vì mình thay đổi cái cách make up của mình ấy. Mình thay đổi cái cách make up của mình sẽ làm cho mình trẻ hơn thôi. Vì cái cách make up ngày xưa già ấy. Trần Hương, cảm ơn em. Chị đang đánh son thì nó không được. Màu này cũng đẹp quá nè chị. Đúng rồi, màu này đẹp là đỏ. Đỏ thấy chứ bằng son màu này cũng đẹp chứ. Đúng rồi, lì mà đẹp. Lần đầu tiên thấy bộ đẹp hơn, xài thích hơn 3CE, cũng là của Hàn Quốc nha mọi người, nhưng mà thích hơn 3CE nhiều, tại vì 3CE nó bị khô lâu thề luôn là 3CE. Ác vậy, đánh xong rồi thôi mình. Nói là mọi người mà muốn màu, sau khi mà nó đánh son á, mọi người cái môi của mình nó cong hơn thì mình sẽ lấy highlight á mọi người. Cái highlight nhũ này mọi người đánh lên kia cái định chóp môi mọi người nè, thì môi của mọi người sẽ cong lên, nó có cái hình trái tim ấy, thì nhìn nó sẽ mỏng hơn á. Đấy, thấy không? Thấy highlight lên là cái môi mình nó mỏng hơn và nó ánh lên nó đẹp hơn không? Đấy là do một cái thủ thuật của lớp make up ấy. Nên là đây là màu số 04 đỏ gạch. Đây màu số 04 đỏ gạch. Đây đánh kiểu rất là đẹp luôn, kiểu đi tiệc này nọ luôn là rất là đẹp. Màu số 04 vẽ lên tay chị với. Nhiều 9 màu nữa mà gì, lát vẽ hết mỏng mỏng thôi rồi lát lên tới đây tay nữa. Rồi màu nào đẹp nhờ, màu nào cũng đẹp hết. Đây đỏ gạch, đây mọi người thấy không, ở trên là cam gạch, ở dưới là đỏ gạch. Đây là son của Candy Lớp, đang có chương trình sale đó, mọi người tranh thủ đi. Bởi vì hết chương trình thì nó lại về lại giá bình thường ấy. Đây nè. Cái này đánh thích và sướng hơn 3CE nha mọi người, vì của Hàn Quốc ấy. Nhưng mà cái này thì nó không có bị khô môi, không làm mình khô môi. Lát mọi người thấy nha, chị đánh rất là nhiều son lên nhá, nhưng mà chị tẩy trang, tẩy son nha, nhưng mà môi chị vẫn không khô. Lát mọi người xem đến cuối cùng, cuối like đi.
Son này mua ở đâu và chị có bán lẻ không? Có, son này chị mua trên cái pay chị đang tag lên ấy, chị đang check in ấy, chị check in ở chỗ cái pay đó đó. Thì mọi người vào cái pay đó mọi người hỏi đi, có bán lẻ không? Có bán 1 cây, 2 cây, 3 cây. Nhưng mà mọi người mua số lượng nhiều thì đương nhiên là nó sẽ giá nó sẽ tốt hơn, giá sẽ được rẻ hơn, thì vì đang có chương trình sale. Mua 2 1 cây thì là 299 đang sale ấy. Còn nếu mà mua 3 cây, 2 cây gì đó được giảm, mọi người cứ inbox cho cái pay đó. Cái này đánh lâu trôi không chị? Không, không hề luôn. Không trôi luôn ấy, cái này chắc lắm, bền lắm luôn. Chị toàn đánh cái này mà đi tiệc nhá. Chị đi tiệc nhá. Bé bắt cấp cho chị, bé Linh bắt cấp cho chị xong. Chị đánh ăn từ đầu tiệc đến cuối tiệc luôn mà son vẫn còn y nguyên luôn. Mà quan trọng nhất là sao mọi người biết không? Quan trọng là thường đó là sao ta, cái lúc mà mình uống nước ấy nó dễ bị trôi, nó rất là dễ bị trôi son. Nhưng mà khi mà cái này uống nước vô bình thường không trôi son, rồi nó đến lúc cuối tiệc thì nó chỉ hơi nhạt hơn lúc ban đầu một chút thôi đó. Nguyễn Phương Đông, màu này em dùng có xinh không? Em dùng môn chị cho em luôn, chị tặng em luôn á. Chị bao nhiêu ký mà dáng đẹp quá vậy? Chị 50 ký, chị đang giảm cân, bữa giờ chị đang bị béo hơn, cái mặt chị đang mập hơn này. Chị 50 ký. Đây màu số 04 tay đây là màu thứ hai này đấy, đỏ gạch đây, cái môi vậy nè đó, mọi người thấy không, đánh nó đẹp rồi thôi chắc bôi á, tại vì test nhiều quá. Đây coi, đấy màu. Mọi người hôm nay có hỏi về cái gì về makeup á, mọi người cứ hỏi hết luôn nha. Tại vì Thư có bé em ở đây là chuyên makeup luôn. Mà ai cần á, ai cần makeup á, ai cần đi tiệc hay là chụp hình gì đó, Thư lát mà chắc Thư sẽ tag bé đó luôn. Và bé đó vẫn có những đi tiệc này, rồi chụp hình nhiều lắm, tức là có những makeup cho mọi người tại nhà luôn. Tại vì cái mùa dịch này là mọi người không thể nào mà đi lại được, nên là bé đó sẽ đến nhà makeup tiêm 2 mũi rồi đúng không? Tiêm 2 mũi rồi và rất là kỹ, khi mà makeup cho khách lúc nào cũng đeo khẩu trang hết. Không muốn chờ thấy mặt không? Bé ngại, bé không chịu lấy mặt. Bé makeup xinh lắm, xinh cực kỳ luôn, nhưng mà ngại không cho thấy mặt. Thư makeup em này được theo Thư là hơn 5 rồi. Hợp lắm. Mọi người tại sao thấy Thư trẻ là thực ra là tại vì Thư có một em chuyên makeup cho Thư, mà theo cái xu hướng, gọi là mắt theo xu hướng, tại vì bé up trend rất là nhanh, bé theo trend rất là nhanh luôn. Thì khi mà trend nó ra cái gì là bé đều biết bàn hết cho Thư, nên là kiểu mình bắt kịp xu hướng hết, nên mà mình cứ kiểu makeup theo kiểu trẻ. Chứ thường người ta hay cứ quan điểm là makeup lên xong bị già, nhưng mà không hề nhá, mình cứ đúng với lại nhẹ nhàng này, trong trong này mà vẫn kiểu trẻ. Nhạc hơi su, cho lại nhạc đi. Nhạc lại kia su. Để lát mình chị bấm thôi cho. Hello anh Thanh, hello Nguyễn Duy, hello mọi người, hello 1.900 người đang xem. Hôm nay lần đầu tiên like lại mà được nhiều người xem nên là cũng vui. Đây là đánh cái lớp lớp nền, lớp che khuyết điểm cho cái môi. Tại vì mình đánh nhiều son quá. Đánh gì vậy? Đỏ san hô chị. Đỏ san hô hả? Ở đây tiếp tức là đỏ san hô. Có màu hồng, màu nào khác không? Màu hồng đi. Tại vì mình mới đánh đỏ xong. Cho màu hồng đi. Thương, bây giờ Thương sẽ đánh màu hồng nhé. Cảm ơn anh Thanh. Màu hồng đất. Dạo này em gái của anh tươi lắm. Nhưng mà hơi mập tí thôi rồi em mới bị lên cân. Màu hồng đất. Em đang giảm cân. Hồng đất à? Đúng rồi, đây là màu hồng đất. Đây là màu hồng đất. À, hồng nu. Hồng nu, thì là đúng rồi, hồng nu. Đúng rồi. Cái này màu nào? Hồng đất. Hồng đất đúng rồi. Ừ, em hồng đất. Em đọc cái gì đây? Hồng nu. Nhưng mà đang mắt có cái tông cam á. Đánh cái màu hồng lên nó bị chốt vớt. Nhưng mà cái màu hồng này cũng rất là đẹp. Mọi người nhìn cái môi anh Thanh quá tươi luôn, thấy ốm mà không. Không ốm đâu mà nó cũng mập ấy, 50 cân. Em cố gắng xuống 46 cân, em có lời thề rồi, nếu mà từ đây và đến Tết mà em
đến cuối năm chứ quên, cuối năm Tết ấy, cuối năm nay này mà không xuống 4-6 cân là em bị nghèo suốt đời ấy. Chị lọc lời thề luôn rồi, chị không chơi trò là không xuống cân là thành chó sủa gâu gâu nhá, không chơi trò đó nữa. Và chị lọc lời thề là nó căng hơn luôn, là không xuống 46 cân là sẽ bị nghèo suốt đời. Xích lại á, quá tôi luôn rồi, nên thấy ốm rồi. Không, em hồi trước á, trước khi em mổ á thì xích lại là tại vì chơi cầu lông với lại ấy. Nhưng mà mổ xong cái em bị truyền nước, cái truyền dịch ấy, em ăn nhiều á, cái em bị béo lên 50 cân. Nên là em đang muốn giảm còn 46 cân. Giảm cân thì trẻ hơn, vì để béo thì sẽ bị già. Đây là màu, ui màu hồng dễ thương quá. Ui cái môi nè, nếu mà không có tính cái lớp makeup màu cam này nhá, thì cái màu hồng cực xinh luôn. Cái này mà mix thêm cái màu đậm hồng đậm thiếu ở trong. Bây giờ mix luôn đi, mình mix được không? Tại vì bây giờ em chế cái tay lên đi, okay. Chế tay. Thư sẽ chỉ mọi người mix luôn nhá, bé sẽ chỉ luôn nhá. Đây. Ít mỏng mỏng thôi má. Má đánh. Ừ, đấy. Màu này đẹp quá. Đây. Kém thề luôn, không có cái bộ son nào mà tất cả các màu son đều đẹp đẹp như vậy luôn á. Mà giá rất là ok này. Tính là tại vì cái makeup của Thư đang là makeup màu cam, nhưng mà mọi người nhìn gần đi, cho mọi người nhìn gần cái màu son. Màu ngọt kia luôn á. Dễ thương lắm. Cái này mà makeup tông hồng lên nữa là chuẩn luôn nha, kiểu ngọt, đúng ngọt luôn ấy. Hôm nào sẽ không, cái màu này là cái màu mà story chị mới vừa up ấy. Cái tông hồng ấy là chị cứ đánh xong này là mix với lại những cái cây khác. Mọi người có, đây là màu số 08, màu hồng đất, dễ thương ghê luôn nè. Mà thấy không, màu rất là ngọt, tại vì cái tông makeup nó đang bị hơi bị sai sai với concept một tí. Đây, để nó nhìn chị. Bây giờ Thư sẽ mix nhá. Màu môi đẹp lắm anh. Kêu cái bộ son này đỉnh luôn ấy, thật ấy. Mà đang sale nhá. Đây sale này, đang vô pay coi sale bao nhiêu nhá. Nên là cái Facebook của Thư á, sau này là Thư sẽ chia sẻ những cái gì mà ok nhất, những cái gì mà Thư đã xài rồi, làm rồi, trải nghiệm rồi mà thấy tốt. Như son đi, ví dụ như trên Facebook Thư có rất là nhiều bạn follow Thư, thì có người này người nọ, người đời sống cao, người đời sống trung bình. Nhưng mà Thư sẽ hướng đến một cái trang gọi là Thư sẽ chia sẻ những cái sản phẩm mà kiểu như cảm thấy thích hợp với mọi người. Như kiểu đồ hiệu thì son hiệu đồ nọ mọi người cũng biết rồi. Nhưng mà có những cái son hay là những cái sản phẩm gì mà nó lạ lạ mà giá nó tốt á, thì Thư sẽ chia sẻ lên trên cái page của Thư, Facebook của Thư. Thư muốn cái Facebook của Thư hướng đến là một cái nơi mà giống như mọi người nhớ đến, là mọi người biết là cái nơi mà chuyên chia sẻ những cái gọi là làm đẹp cho mọi người. Tại vì hiện giờ Thư không có bán hàng gì nữa hết á, bỏ bán hàng lâu rồi nên mà tương tác bị kém á. Nhưng bây giờ muốn chịu kéo cái tương tác lại thì Thư sẽ hướng đến cái công việc như vậy. Thì năm sau Thư sẽ có một cái công việc khác liên quan đến làm đẹp, mà Thư cần rất là nhiều các bạn nữ yêu thích làm đẹp á, cần những khách như vậy. Nên là bây giờ Thư bắt đầu đẩy từ từ cái Facebook Thư hướng tới một cái trang như vậy. Năm sau là Thư sẽ bật mí cho mọi người. Huyền, chị Thư ốm đi hả? Không, chị mập lên ấy. Chị mập lên 4 hồi bữa là 48kg, xong rồi chị mập lên 2kg là 50kg. Chị bị đi viện mix nha. Mix nha. Em mix màu. Màu số mấy? Màu đỏ ruby kèm số 9 luôn. Màu đỏ ruby. Màu đỏ. Bạn ấy sẽ mix cái màu đỏ ruby lên cái nhé. Cái màu mix trong lòng môi lúc nào cũng màu đậm hơn cái màu nền mọi người nha. Đây rồi, sẽ chỉ cách mọi người mix son luôn. Mọi người sẽ chọn cái màu đậm hơn màu nền lúc nãy. Một hoặc hai tông và mix ở trong lòng môi thôi ạ. Cảm ơn Ngọc Ánh nhé, Ngọc Ánh like li lịa. Cảm ơn bạn yêu. Đợi phút mà chị không nói chuyện nha. Ừ, không nói chuyện. Mọi người nhớ là cái màu mọi người mix, cái màu thứ hai này không được lan ra ngoài viền môi nha mọi người. Nếu mà lan ra thì nó không còn là mix nữa mà nó chồng lên lớp son cũ luôn rồi. Đây, để gần lại cho mọi người thấy một chút, ngồi gần lại tí cho mọi người thấy cách đánh son của bạn ấy. Nè, chị tô trong lòng môi thôi ạ. Ừ. Mình có thể mix 2 màu hoặc 3 màu son nha, nhưng mà thường thường em mắt thì chị Thu sẽ mix 3 màu son trở lên à. Nên là nhiều lúc quá chị úp hình á. Dạ. Các bạn hỏi chị là đánh son gì, màu số mấy, thì chị biết là chị inbox cho mọi người, chị nói là chị đánh Candy Love. Nhưng mà chị thực sự chị không nhớ được màu, bởi vì chị đưa nguyên cái hộp son này cho bé, chị đưa hộp son này cho bé để bé make up cho chị.
Thì là chị không hề biết được là cái son này là nó màu gì, tại vì bé mix son lại với nhau. Nên là khi mua son, mọi người mua cây xài không có đã đâu, bị ghiền ấy. Mọi người mua nguyên set luôn đi, 9 cây màu nào cũng đẹp hết. Còn nếu mà kiểu cảm thấy để cân nhắc suy nghĩ thì mình cứ mua 3 cây trước đi, 3 cây. Cái này là mix 2 màu son xong rồi. Đây là mix màu số màu số 9. Chị mix đỏ đấy. Baby. Mix ở trong lòng môi lan ra thì nó xinh lắm. Tại vì cái mắt hồng nó đang là màu cam, mắt nó đang là màu cam nên lên cái màu hồng nó hơi sai một tí. Hương Phan, chị Thư ra Hà Nội. Ừ, đúng rồi. Nguyên Trần, cảm ơn Nguyên Trần. Cảm ơn Ngọc Ánh. Em mê chị Thư lắm luôn. Cảm ơn em nhiều nha. Đây là màu số 09, màu đỏ ruby. Màu đỏ ruby đấy, mix vào với nhau thì cái môi mình sẽ mộng hơn này. Mọi người nhìn thấy không? Mình có thể mix thêm son bóng nữa để môi mộng hơn. Mình có thể mix thêm một cái son bóng nữa thì cái môi mình nó sẽ mộng hơn. Có son bóng không? Để mình lấy son bóng ra cho mọi người thấy nhá. Đây là đánh toàn bộ là lì hết. Mình sẽ đánh một lớp bóng lên nữa thì cái môi mình sẽ lên. À, Huyền Nguyễn. Trời ơi. Cảm ơn Huyền. Đây chị sẽ cho lớp bóng lên. Mọi người nhớ lớp bóng vào trong lòng môi nha, đừng có đánh full môi, đánh full môi sẽ bị dày nha mọi người. À, đẹp đó, chị đánh 9 màu ra tay anh xem. Ok, vậy chị sẽ đánh 9 màu ra tay luôn. Chị sẽ cầm một cái đánh 9 màu ra tay hết luôn đi. Cho mọi người thấy để mọi người thấy được có nguyên cái bảng màu ấy. Chứ bây giờ mình test từng màu vậy. Đây, em đánh cái này trước đi chị. Đây, chị sẽ đưa đánh cái màu này lên. Đánh sao sao. Rồi ok. Đây là 4 màu rồi, mọi người thấy không? Màu cực đẹp luôn. Đó, có một lớp bóng lên nữa thì môi rất là ok. Rồi đánh tiếp những màu khác cho mình chị đưa đi. Để em tẩy nhé. Không, đánh màu lên tay trước đi chị đi. Okay. Để mọi người, tại vì mọi người muốn biết hết tất cả các màu á. Đánh màu, xa đầu tiên màu số 07. Ôi màu này cũng đẹp quá. Ui màu này ngọt quá. Tới màu này đi. Ok chị. Tới đánh màu này đi. Màu nào cũng đẹp hết luôn á. 9 màu. Mê luôn nè. Từ màu mới đánh này. Cái màu này nè. Sao em đánh đây. Khi mà chị giơ tay lên thì nó sẽ nè, nó sẽ xẹo cho nó bự ra chút okay. Này tí. Nó bị đây, màu Thư mới vừa đánh đây là cái màu số mấy? Đây là màu số 07 á chị. 07 màu gì? Đây là màu hồng nút. Hồng nút đúng rồi, màu hồng nút đẹp lắm, mọi người nhìn nè. Thư thích lắm, tại vì đi chơi bình thường ở trang điểm nhẹ nhàng á thì Thư sẽ thích những cái màu nhẹ nhẹ như thế này nè. Sao dính răng hả? Cảm ơn bạn, cảm ơn Thanh Huyền, sao dính răng? Ngồi đi. Hết kìa. Tại son bóng thì dính răng hả chị? Son bóng thì dính răng. Hết dính răng rồi. Cảm ơn bạn Thanh Huyền đã nhắc Thư là son dính răng. Đây, bây giờ tiếp. Đây là để cái màu này riêng đi, lát nữa mình đánh. Lát mình sẽ test cái màu này. Màu này đẹp quá. Hello Hiếu. Màu hồng. Đợi chị tí nha. Ủa mấy giờ đây? Đây là màu hồng sữa. 9 giờ rồi. Màu hồng sữa. Ui hồng sữa đẹp quá. Chị biết màu sữa này đẹp với chị. Mấy màu sữa rất là ngọt luôn á. Cái nào kiểu hợp với lại tông chị đang mắt hấp nè. Cái nào cái này hả? Đúng rồi, vậy lát đánh này nhá. Dạ. Thôi đây đánh cuối cùng đi. Ok. Để tí chị cho chị. Màu cuối cùng rồi. Đây là màu hồng sữa. 6 màu. À, bộ này là 10 triệu mấy ấy, nhưng mà đang giảm giá thì cô ơi cháu con trai cháu đánh son gì đẹp. Thôi cháu để tự nhiên đi, chờ còn nào cháu thích làm chuyển giới thì cháu mua son nhá. Cái này là cô đang chia sẻ cho đây, màu này nè, đẹp quá. Đây, tiếp cái này. 1 2 3 4 5 6 màu rồi, còn 3 màu nữa. 3 màu, Cái này chưa đánh cho ta. Cái này chưa đánh được. Đây, màu này là màu nâu đất ạ. Nâu đất là tông này đã dành cho mấy bạn mà kiểu như make up mà kiểu tông tây ấy, đúng rồi. Mấy bạn mà kiểu thích tông tây ấy, thì sẽ thích cái màu nâu đất này. Đây, màu nâu đất. Mọi người xem. Đây, đấy. Cái màu số 9 này chưa đánh đâu. Ừ. Chỉ đánh rồi đúng không ta? Đánh rồi. Để màu này là màu cam sữa. Đẹp quá ha. Bảng màu này đẹp ghê luôn á.
màu nào cũng đẹp. Ừ, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng có một cái riêng. Nói chung là, nhưng mà quan trọng là lì nhưng mà rất là mịn. Và cái thứ hai nữa là hiện giờ đang có chương trình sale nên là mọi người tranh thủ mua son đi. Thư có check in cái chỗ bán son ở trên cái live của Thư đó. Rồi, cái đó rồi. Màu đó, màu hồng sữa rồi. Màu nào em cũng một, sẽ mát hết rồi mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn một màu nữa. Nhiều quá nhiều lắm. Nhiều quá bây giờ như ba cái này rồi, cái này rồi, cái này rồi. Nhưng hình như cái này chưa. Chỉnh này rồi. Đây, cái này đánh lên. Cái này. Ừ. Cái này là đây, cái này là đây nè. Em đổ này lên bán nữa cho đơ đi cho nó đẹp. À, ok. Đấy rồi. Bồi này. Đang test 9 màu son cho mọi người lên tay luôn. Và cho mọi người thấy là cái màu nó tán ra được. Cái chén cái màu son. À, bỏ san hô đánh rồi. Cơm gạch đánh. Cái này bỏ gạch. À đây này, đây này, đúng này, rồi, cái này, đúng rồi. Đúng rồi. Lên tay. Đúng rồi. Cái này là màu số 06. Màu số 06 là màu số, màu đỏ san hô. Đỏ san hô đây. Tổng cộng 9 màu nhưng mà què cái tay nó hơi ghê tí, mọi người nhìn đi. Tất cả các màu đều đẹp. Rồi xích vào. Đây mọi người nhìn nè. Đấy, tất cả các màu đều rất là đẹp luôn nè, trên tay thôi nè. Màu nào rất là xinh luôn ấy. Vì một mà dạng lì, quan trọng nhất là cái son này lì nhưng mà rất là mịn, không có khô da. Thư tót test rất là nhiều son rồi, 3CE này, mát này, rồi các thứ như cái dạng son lì ấy mà Thư trước giờ Thư xài ấy, thì là Thư thấy là cái dòng candy love này á, là dòng kem của candy love này á, son của candy love này thì nó mịn, nó lì mà nó không có bị làm cảm giác mình bị khô môi. Đây mà giá son này rất là ok, son của Hàn Quốc á. Đấy, hôm nay bây giờ bôi cái son màu này cho chị. Đánh cái màu mà thích lên đúng không? Ừ đúng rồi. Đánh cái cuối cùng, cái mà hợp với cái makeup này em nói. Tại vì like nãy giờ cũng cả tiếng rồi. Chị đánh màu số 07 đi chị. 07 là màu gì nhỉ? Số 07 là màu mọi người. Hồng nút hả? Ừ, đúng rồi. Ok. Ủa hồng nút mới đánh hả? Hồng nút mình đánh rồi chị. Ừ, hồng nút. Chị đánh rồi, chị vừa mới đánh nè, đây là trên môi chị nè. Nhưng mà cái này là mình mix 3 màu, à mix 3 màu lại mix ra. Chị lát nữa chị tắt like á. Lê Hoàng Vy màu nào cũng đẹp thôi. Đúng rồi Vy ơi. Màu nào cũng đẹp hết. Lát nữa chị tắt like á, em Hà em xem lại cái like chị đi, có màu số 7 rồi ấy. Là cái màu này nè, tại vì cái màu này là chị mix 3 màu son lại với nhau. Bây giờ chị sẽ tẩy ra. Chị sẽ đánh cái màu mà chị hợp với cái tông makeup này. Mọi người nhớ là khi mà mọi người makeup là phải có trước khi makeup muốn đánh son là phải dưỡng môi trước 10 mà nửa tiếng, dưỡng mấy cái miệng môi á. Sau đó thì mọi người sẽ dùng cái kem khuyết điểm này lên môi để cho son lên đúng tông màu. Son lên đúng tông màu của môi á thì nó sẽ chuẩn màu hơn. Ai xin bằng mẹ thôi. Cảm ơn Hiệp nha. Lúc nào cũng khen mình hết á. Không ơi. Tí chị cách mix màu thêm nha chị. Màu đẹp. Nãy giờ chị cũng chỉ nhiều rồi đó. Nhưng mà mọi người đây là màu cam. Màu cam sữa. Đây là màu cam sữa. Bây giờ hợp với tông make up này. Tông make up này là tông cam. Cái tông make up của chị đang make up là tông cam. Nên là chị bây giờ chị sẽ đóng cái màu cam sữa lên. Chị... cái này chị phải mix thêm nữa, chứ phải mix thêm cái màu ở trong nữa cho nó đậm đậm. Đúng rồi. Tại vì cái này sẽ hợp với lại tông tay hơn. Đúng rồi. Màu nó hơi nhiều. Cái lên like nó bị nhạt hơn một chút á. Chị đi lên, bây giờ chị sẽ mix cho mọi người xem. Cây đầu màu đầu tiên là sẽ mau đánh màu cam. Đây là màu số 01 mà cứ cam sữa. Cam sữa. 01 cam sữa. Màu này nhẹ nhàng lắm, nhưng mà chị sẽ mix thêm màu khác vào. Những cái màu nhẹ thì mọi người đánh full môi nha, tại vì nếu đánh lòng môi không thì nó sẽ không ra đúng màu á.
Con nhìn sau này tốt, nãy giờ đánh cả chục màu lên nôi. Mà môi chị nó mềm, nó đụng bánh mềm nha, nó không bị tắc. Nãy giờ chị đâu có dưỡng gì đâu, chị che khuyết điểm thôi. Không có dưỡng luôn. Sau này tốt lắm, mọi người thử đi. Thư xài lâu rồi mà Thư review ấy, là Thư kêu tốt rồi đó, tốt mọi người tin đi. Vì kiểu như mình cũng có uy tín ấy. Nãy có mấy bạn người chị, bạn chị đặt mua. Chị Vân đặt mua mi rồi luôn. Gom chung là hai người là được 2 set rồi. 2 set thì chỉ còn là 2 triệu 6 một set thôi, quá rẻ. 2 triệu 6 và 9 màu bằng một cây son. Mà một cái tên hiệu. Cái son hơi mệt của chị mua. Một 9 cây son mà chỉ bằng đúng một cây son mà mình mua, mà thật sự biết cây son hơi mệt chị mua xong chị không có xài. Thì cái màu mình đánh vậy thôi chứ nó không đẹp bằng mấy cây này đẹp hơn, rẻ mà đẹp. Tân Phương hồi nào cũng đẹp. Đúng rồi em, đây, 9 màu nè, 9 màu lên tay chị nè. Nhìn đi, hồi nào cũng đẹp hết. Mua nguyên một set thì là rất là lợi luôn. Mình vừa biết được. Chị đang nón con cam. Những cái màu nút này mọi người á, nên anh gian môi ra xíu nha, để môi dày hơn á. Đánh full môi chị Thương. Đánh kiểu bọng bọng đi. Đánh full môi chị Thương. Bây giờ đánh kiểu bọng bọng môi đi. Các bạn thích kiểu môi dày á. Môi dày. Bây giờ sẽ chỉ mọi người cách đánh bọng môi cho nó môi nó anh gian lên. Mọi người vẽ một chút ít trên cái để dấu ít trên cái môi. Đúng rồi. Thì nó sẽ ra được cái môi hình trên tim á. Sẽ mình tô cái viền này. Mọi người yên tâm, cái này tô viền sau bị già, tại vì bọn môi rất là nhà, rất là tay á. Thì tôi viền sẽ không bị già mà nhìn rất là tây ạ. Mọi người nhớ là phải vẽ cái viền khéo nha. Mọi người vẽ viền không khéo á thì nó hai bên môi sẽ không bị đều. Và mọi người muốn cái môi mình dày hơn thì mọi người vẽ ăn gian ra cái viền một xíu thì môi nhìn sẽ căng và mỏng hơn nhá. Dày quá không nhờ. Môi dày quá thành màu cam này số mấy vậy? Tay nhìn tay quá. Màu số 01 đấy chị. Màu này số 01 em cam gì ấy? Màu cam sữa. Cam sữa. Với vậy chị mix hai màu. Mình sẽ mix thêm một màu cam nữa. Màu cam gạch ở trong. Đây mình sẽ mix thêm một cái màu cam gạch ở trong. Tức là các tông cam với nhau em mới có thể mix được với nhau đánh đây cho nó đậm lên. Vì nếu mà đánh thon nữa, nhưng nó sẽ hơi nhạt. Trong màu nó có điểm nhấn. Đây. Để đánh xong mọi người sẽ xem nhé. Đây là sẽ mix thêm Yên Đoàn Phương. Cảm ơn em. Xong sơ trên line nó không có như trên app nhỉ. Nó chỉnh mặt nhỏ lại à. Mặt to á. Mặt thì nhỏ, thấy mặt nhỏ xíu à. Thôi đừng chừng bạn nha. Đúng rồi. Khi về tô thêm lòng môi thì sẽ có nó tươi tắn hơn á. Hợp với tông mắt mắt hơn, phải tông mình phải tông tay á. Giá bình thường đó là mua 2 set 18 màu là có hơn 2 triệu à. Rẻ nhờ. Vậy là lời lắm á chị. Mọi người cần mọi người liên hệ Vay ấy. Để Vay tư vấn kỹ giá hơn. Đang có chương trình giảm á. Okay. Đang có chương trình giảm á. 10 triệu mấy là 2 set mà giờ mua 2 set 18 màu là 18 màu mà còn có hơn 2 triệu à. Giả mang nhờ. Đây là đúng là tông cam luôn này đấy. Tại vì cái makeup của Thương ngày hôm nay là makeup cam ấy. Thêm một cái màu này Hương, màu môi nữa này. Thương Vương xinh quá. Cảm ơn Hương. Cảm ơn Vương nha. Đây mọi người thấy không? Đây là màu cam sữa mix với lại cam gạch. Thì nó sẽ ra cái màu môi như thế này của Thương. Hai màu này mix đây hai màu này hai màu đây hai màu mix với
với nhau này. Màu này sẽ phun môi này, màu kia sẽ là phun môi. Đây 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 kia. Màu này sẽ là cái đây là màu cam sữa này. Cam sữa phun là môi. Cái phun môi luôn. Xong sau đó lồng môi là mọi người đánh cái màu đậm hơn. Và hai màu này mix với nhau sẽ ra cái màu môi của Thư. Đây là Thư đang make up tông cam ấy, nên là Thư sẽ dùng hai xanh này. Để bữa nào Thư make up, có mấy lần Thư make up tông hồng ấy, đánh màu tông hồng cực kỳ yêu luôn, nhìn yêu lắm, cưng xỉu luôn á, thích lắm. Hôm nay là tại vì make up tông cam, make up tông hồng để khi nào ốm ốm tí ốm tí thì nó Linh Kem, hello em Hạnh Nguyễn Hồng, chị đang mix hai màu gì đó, chị đang mix hai màu cam sữa và cam gạch. Đây, cam sữa là cái màu nhạt hơn, còn đây là màu cam gạch, hai cái chị mix với nhau ra cái màu môi này. Nên là mọi người hay hỏi chị là chị ơi son chị là đánh son gì, thì chị đều nói được là son Candy Love, nhưng mà khi mà mọi người hỏi chị là màu số mấy để mọi người mua thì thực sự là không biết, bởi vì lúc nào Thư cũng mix hai màu lại với nhau, giống như hồng Thư cũng mix hai ba màu lại với nhau, đỏ cũng vậy và cam cũng vậy. Thực sự nếu mà mua son mọi người đừng nên tiếc tiền, vì thật ra son này đang sale cũng rẻ, không có đắt hết. Tính ra mua nhiều thì tính ra rất là lợi, mà khi mà mọi người mua hai cây như này mọi người mix lên cái màu nó rất là đẹp, chứ đừng có nghĩ là hơi mua màu xài thử, nhưng mà nó sẽ lên không đúng màu đâu. Lúc nào đặc biệt đánh son các bạn phải mix với nhau thì cái môi, cái màu môi của bạn mới đẹp và tươi hơn, đẹp mà tươi hơn. Thường thờ Thư toàn là mix với nhau không. Màu số 1 và số 2 đúng không chị? Đúng chính xác, màu số 1 số 2. Đây. Màu số 1 và số 2. Cam sữa và cam đất, cam gạch. Đó. Hai màu này rất là xinh. Đây là màu đang trên môi của Thư nè. Xinh không? Đấy. Mình có cảm giác như khi mà mình like về cái làm đẹp á thì các bạn sẽ ở lại theo dõi rất là lâu, rồi tại vì các bạn sẽ học rồi cách make up này, rồi các bạn sẽ biết được những cái màu son, cách phối mix màu son với nhau. Đấy. Nên là mọi người có đang có thắc mắc gì về đánh son, make up hay gì các bạn hỏi luôn nha. Để bạn em make up của Thư á, ai có nhu cầu hỏi về bạn make up là gọi đến nhà ở Sài Gòn ấy, bạn thì bạn ấy làm ở Sài Gòn thôi nha, tại vì hôm nay bạn ấy đi theo Thư thôi, chứ bạn ấy làm ở Sài Gòn thì các bạn cần thì Thư sẽ gửi Facebook của bạn đó cho mọi người. Bạn ấy make up theo kiểu trend rất là ok luôn đó. Thư toàn make up ở đây. Bây giờ mình sẽ thay màu xanh lên chị. Xanh nào nhỉ? Không, màu này hợp với make up rồi. Hồi nãy giờ là chị đánh bao nhiêu cây? 5 cây rồi á. 5-6 cây gì rồi, mix nhau với nhau các thứ này. Vì cái màu này hợp với make up chứ là Thư không test nữa. Để cho chị đi. Thư không test nữa vì thật sự là màu nào cũng đẹp hết. Đây là bảng màu. Đây là bảng màu này mọi người thấy không? Đó, mọi người nhìn gần thôi nè. Bảng màu nè, các bạn thấy không? Lần đầu tiên thường ấy, một bộ son ít khi nào mà có kiểu như mà đều màu, là gọi là màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xài được. Nhiều người á giống như mình mua một bộ son mình chỉ thích được 3-4 cây thôi, chứ mình không thích được hết các bộ cát như vậy, nhưng mà riêng cái bộ son này á là Thư rất là tâm đắc, Thư thích hết luôn. Da ngâm thì đánh được màu nào chị? Bạn ấy hỏi. Da ngâm thì tránh đánh với màu hồng, những cái màu chóe đúng không? Đúng rồi, mình nên đánh cái màu màu tây tây ấy, nhất là cái màu đỏ, nhưng mà đỏ gạch đỏ đất với chị nhá, nó mình rất là tôn da, như vậy em da ngâm mấy màu rất là tôn da, đỏ gạch với đỏ đất hả? Mấy cái màu mà đất á, mấy cái nếu mà da ngâm thì các bạn đánh những cái màu mà đất ấy thì sẽ là rất là hợp, còn các bạn da trắng thì là hợp tất cả mọi là son rồi. Son màu nào cũng xinh, cảm ơn tình yêu nha. Đây là cái bảng màu son, mọi người nhìn thấy không? Đấy. Màu nào cũng đẹp hết. Đây là đang đưa bộ son lên cho mọi người thấy. Hôm nay like về cách đánh son. Đây là bộ son. Đây là bộ son đi. Mọi người thấy không? Đó. Đây là bộ son Candy Love. Hiện tại là nguyên một bộ này là đang sale. Nếu mà các bạn
mua 18 màu son á, là mua 22 set này á, thì các bạn chỉ còn lại là 2.600.000 thôi. Các bạn inbox cho cái page mà Thư có check in lên ấy, thì các bạn hỏi về giá đi, tại vì nó đang sale nên Thư cũng không nhớ chính xác giá là bao nhiêu, nhưng mà sale rất là rẻ, hình như sale đến giảm 70-60% gì đó. Nhưng màu đỏ này, chứ màu hồng mít màu cam thì nó hơi bị lạc quẻ mọi người. Đây. Mở nhẹ gì cây hồng ở giữa là màu số mấy chị Thư ơi? Cây hồng này là cây hồng sữa, là màu số 007 nha mọi người ơi. Nó có hai màu hồng ấy ạ. Đây là màu hồng số 05. 05 là màu hồng sữa nè, còn màu số 07 là màu hồng màu hồng nút nha mọi người, hồng nuôi nha mọi người ha. Đây là hai cây hồng nè. Dạ son này hiện tại á, giá gốc của nó một cây là 590k, nhưng mà nó đang sale còn 299k thôi mọi người ạ. Nếu mà mua lẻ đấy, nếu mua lẻ là đang giá gốc là 500 mấy thì sale còn 299 thôi. Nhưng mà nếu mà quan trọng nhất là mọi người mua nguyên set đi, thì về thực sự là nếu mà mua nhiều á thì như còn có 149.000 thôi đúng không? Đúng rồi, 149.000 một cây. Nếu mua hai set son, mỗi set son 9 cây sẽ có giá là 149.000 một cây. Quá rẻ luôn á, rất là rẻ ạ. Mọi người inbox cho cái page mà Thư cây hồng ở giữa là màu số mấy? Cây hồng ở giữa là nè. Là hồi nãy em có nói với chị rồi là màu hai cái này chị mới cầm lên đó. Ừ rồi. Xong. Bây giờ là live cũng được một tiếng mấy rồi, nên là chắc là Thư chắc là bây giờ mọi người có cần cái gì chắc là inbox cho Thư quá, tại vì cũng trễ rồi đó, nên là sẽ say bye mọi người. Có gì sẽ tuần sau sẽ làm một cái live stream về cái chủ đề khác, còn tuần này là Thư chủ đề Thư nói về cách đánh son lên môi như thế nào, và kiểu và son Thư hay dùng, tại vì thực sự là mỗi lần mà Thư up hình lên là rất là nhiều bạn nữ nhắn tin cho Thư là chị ơi chị dùng son gì, màu gì, mà thực sự là rất là không nhớ được cái màu mình đánh, vì nhiều khi là cứ đang makeup như này cái bóc đại một cái màu lên để mà đánh thôi chứ không nhớ. Nhưng mà hiểu thì là mình thì chỉ xài Candy Love này là của Hàn Quốc, thì cái chỗ bán là cái page mà chị check in là cái nơi bán. Cần son thì rất là có nhiều màu để mọi người nhìn đi, cứ kiểu như muốn đánh, khi mà mọi người mua rồi mọi người sẽ biết, nhìn lên cái hình Thư đánh son á là mọi người nhìn được, mọi người sẽ biết màu gì, chín màu đều đẹp hết. Và hiện tại là bên công ty đem bên chỗ bán đây nè có chương trình giảm giá rất là tốt, giá rất là tốt luôn, nên là mọi người tranh thủ mà thích son này thì mua son này luôn bây giờ đi, tại vì hết chương trình rồi, giá là về là giá ban đầu ấy. Đây là chín màu son mà Thư nãy giờ Thư nói với mọi người, rất là đẹp, rất là xinh luôn, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng yêu, màu nào dùng cũng thích. Đây chín màu nguyên một set đó, mọi người thấy không? Đây xong rồi nha, nãy giờ nói tiếng mấy đồng hồ đuối luôn rồi đó, lâu quá mới like, mà hôm nay like lại thì hơi bị đuối. Bây giờ là chào mọi người, say bye mọi người, cảm ơn nãy giờ mọi người đã theo dõi và đã comment cũng như là cũng đã khen Thư, thì Thư rất là cảm thấy rất là vui. Thư cũng cảm thấy là mình sẽ có động lực để mà làm những cái live tiếp theo. Dạ khi nào chị la chị thông báo nha. Đúng rồi, giống như là tại vì lần này cũng muốn mỗi lần like là phải thông báo để cho cái tương tác của mình nó tốt hơn, để mọi người biết là giờ đó mình like mà mọi người xem. Thư sẽ thông báo là Thư sẽ like giờ nào và chủ đề nào luôn, để cho mọi người, ví dụ tuần này thì chủ đề về makeup,
về son. Và tuần sau Thư sẽ like về quần áo chẳng hạn. Ví dụ như Thư sẽ đến một cái shop nào đó của bạn Thư, những cái chỗ mà Thư hay mua đồ ấy, Thư sẽ like luôn cả những cái quần áo mà Thư hay mua. Những cái câu hỏi trên Facebook Thư mà Thư thường hay gặp nhất ở trên Facebook Thư á, tức là nhiều bạn hỏi lắm, một ngày á hả, chỉ cần up hình lên một cái là sẽ hỏi: chị ơi, quần áo ở đâu, váy ở đâu, chị ơi, chị làm tóc ở đâu, chị ơi, màu tóc của chị là màu gì. Mình cảm thấy rất là vui khi được mọi người quan tâm và kiểu như là hỏi mình để chia sẻ với mình ấy. Thì mình, chị rất là nhiệt tình, thật sự mà nói là trên Facebook chị rất là nhiệt tình. Chỉ những khi mà bị trôi tin nhắn chị không đọc được thôi. Một ngày rất là nhiều tin nhắn, còn khi nào mà chị đọc được thì chị đều trả lời hết là làm tóc ở đâu, làm cái gì, làm răng ở đâu, làm spa ở đâu, da làm ở đâu, chị đừng chỉ mọi người hết, không có gì phải giấu hết. Tại vì chị mê những cái gọi là đẹp, rồi chị thích những cái gì gọi là làm cho bản thân mình hoàn thiện hơn. Tại vì bản thân chị là gọi là lên voi xuống chó luôn á. Từ hồi xưa hồi trẻ là cũng ok, cũng gọi là được nhìn một tí, xong đến lúc là kiểu là mẹ rồi thì bắt đầu béo ú này nọ lên.